Lễ cầu đảo hay còn gọi cầu mưa là nghi lễ đặc biệt trong chuỗi lễ đầu năm của làng Chăm Bỉnh Nghỉ, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Đây là nghi lễ gắn liền với nghề nông, cầu mưa đưa nước về đồng ruộng, giúp bà con thuận lợi trong sản xuất. Vào ngày này, đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn khắp nơi hội tụ về thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải để dâng cúng lễ vật lên các vị thần, ông bà tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Từ sáng sớm ngày 1 tháng 1 chăm lịch, bà Lai Thị Tâm ở thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc cùng chị em con cháu trong họ mang lễ vật đến miếu bà ở thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải để dâng lên các vị thần tổ tiên đã có công đắp đập chặn dòng dẫn nước ngọt về để bà con sản xuất nông nghiệp. Năm dịp năm mới cô chồng mang là mình đi vô cúng kính xin lộc làm ăn, ông bà phụ hộ cho con học hành cho nó tốt trong xóm trong làng nữa cho nó đẹp đẽ. Không chỉ hàng ngàn người Chăm trong tỉnh bày mâm cúng mà bà con người Chăm ở nhiều tỉnh thành cũng về khu vực Hòn Đỏ để tham gia lễ cầu đảo. Là mới là to lắm, cúng gà, cúng ở trái cây, một cặp gà là vô xin làm ăn cho mấy đứa con đi học đại hành, cho mạnh khỏe, cho mau mắn, cho mấy đứa con làm ăn đi ruộng làm ruộng có lúa. Mở đầu buổi lễ, các thầy cúng và bà bóng đi từ biển lên miếu thờ. Người múa đội khăn đỏ cầm quạt với điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển. Sau đó là nghi thức tắm tượng và thay y trang. Lễ hội cầu đảo là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Từ bao đời nay, lễ hội được lưu giữ với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, cuộc sống an lành, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Đây là bà chú Ngọc, đây là bà công ơn của bà, dưỡng dục con cháu cho đến ngày hôm nay là con báo tôn đây được, đó là cái vinh hạnh của con cháu. Cái lễ này là lễ truyền thống từ khai thiên lập địa cho tới đến ngày hôm nay. Nên bà con người con cháu toàn bộ là theo cái đạo mẫu của bà thì coi như đây là cái báo hiếu báo ân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho an khang thịnh vượng cho khắp miền. Lễ cầu đảo trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tâm linh của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Với những giá trị văn hóa độc đáo của lễ cầu đảo và các nghi lễ đầu năm của đồng bào Chăm Bỉnh Nghỉ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tập quán xã hội và tín ngưỡng, trong đó có lễ cầu đảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ hội để đồng bào Chăm Bỉnh Nghỉ tiếp tục giữ gìn, phát huy, tôn tạo và quảng bá bản sắc văn hóa đến du khách trong và ngoài nước.